Thầy xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt tại quán của anh Nguyễn Tất Thắng nè, anh Phan Phan Vlog nè, và anh Tài TV. Thì quán này là Hạ Hành Quán, ở địa chỉ là Hôn Hạ Hành, phường Phương Độ, thành phố Hà Giang. Thì tối nay thì mấy chị em sẽ ăn nhẹ trước khi mà sáng mai là sẽ rời Hà Giang để đi qua Yên Bái hay chị ha? Đúng rồi. Để thật ra thì xin chào các bạn nha. Tối nay thì anh em mình sẽ có một cái bữa ăn trước khi mà ngày mai thì mình đã rời khỏi thành phố Hello. Mình sẽ rời khỏi thành phố Hà Giang. Lỗi vì khán giả là anh đến muộn. Dạ. Hiện tại thì anh Thắng là vẫn là đang đi ở bản nè. Có thể là nghe nói là chiều tối nay về, nhưng mà sợ hình như là không kịp hay sao á. Thì mình với Song Hỷ với lại cậu An thì bảo là quyết định là sẽ ghé thăm nhà hàng của anh Thắng, rồi mình cùng ăn tối đây luôn. Còn dịp sau thì khi mà có anh Thắng ở nhà hàng thì anh em mình sẽ giao lưu với anh Thắng nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay đúng là điều bất ngờ cho Hạ Thành Quán đấy. Tại nhà mình không có gọi điện, không báo, không gọi điện, không đặt, không gì hết nha các bạn. À, đôi, cái kiểu này là kiểu đột nhập. Đúng rồi, đột nhập xem chất lượng thế nào. Điều đấy mà đều quan trọng. Rồi, thế bây giờ anh em mình vào quán nha. Rồi, bây giờ ba anh em mình sẽ vào trong nha. Chào cả nhà nha, chào các chị. Trời ơi, dạng mỹ nhân bây giờ. Chưa anh, bây giờ ấy, bây giờ phải đố Song Hỷ xem là cái khả năng mà nhớ của Song Hỷ á là như thế nào. Ừ. Thì Song Hỷ có thể là nhìn những cái bộ trang phục này thì Song Hỷ đoán là trang phục của người dân tộc gì? Em đoán là bà con là bộ mặc áo bộ đồ này là dân tộc Tày đúng không? Đúng rồi, đúng không ạ? Dạ rồi, thế em cảm ơn. Bạn đây em đoán đúng rồi. Gọi là cô gái Tày vắt trên núi. Đây. Hôm nay là cũng kiểu đầu tuần ấy. Đây em thấy có cái bàn này nè. Anh em mình sẽ ngồi bàn nào đây? Ngồi bàn này đi cho sáng đi Song Hỷ rồi. Ok. Dạ. Bây giờ mình sẽ ngồi đây đi, rồi xong mình sẽ gọi món luôn. Hôm nay thì không có đặt trước nên là sẽ anh Tây đi lên này. Chào anh nha. Chào anh. Dạ. Dạ, em chào anh ạ. Hôm nay là tới hơi bất ngờ tại vì cũng nghe tin là anh Thắng anh chưa về. Nên là tụi em là nói là cứ ghé ăn trước đi. Rồi hôm nào mà có anh Thắng thì mấy anh em lại giao lưu sau. Dạ. Dạ. Thế hôm nay thì cũng có khách anh Thắng lên, anh Thắng cũng về được. Dạ. Con Mạnh cũng dạ. Lên đây. Dạ. Anh Thắng cũng bảo là đang trên bản. Bây dạ. Giờ thì cũng phải tầm hơi 2 tiếng nó mới về đến nhà. Thế thì anh cứ nói với anh Thắng là hẹn anh Thắng là tụi em sẽ ra khi mà hoa tam giác mạch của anh ấy mọc lên nha. Điều quan trọng là những mà hôm anh em mình đến đây hầu như là cũng gọi điện trước. Như hôm nay là anh em mình đột nhập vào đây. Và chủ quán cho món gì ngon nhất ra đây. Em bất ngờ luôn. Bất ngờ đúng không? Em bất ngờ em thấy xe vào đây thì hết hồn, hết hồn. Ngoài kia đấy. Tại vì chia sẻ với anh Tài là sáng mai thì mấy anh em sẽ rời thành phố Hà Giang. Mà khi mà mình đã có nhà hàng ở đây rồi thì tụi em không thể nào dám đi quán khác. Nói vui đó các bạn ơi, nhưng mà mình tới đây để mình thưởng thức này, cùng khám phá, giới thiệu. Với lại thứ hai nữa là để anh Thắng biết là anh em mình đã có mặt ở đây nhưng anh Thắng về không kịp. Ê, thì nhờ anh tư vấn món cho Song Hỷ nha. Món thì cho chị Song Hỷ thì đi chọn món menu ở bên kia. Menu tại quầy hả anh hả? Ra quầy. Mời em. Vậy anh chị là... Nhưng mà cho em order một món, hai món nha Song Hỷ cứ quyết định nha. Một là gà nướng với xôi, hoặc hai là cái vịt cổ xanh luộc. Hai cái đó thôi. Đấy, đấy là cái đặc sản. Chọn một thôi. Vậy là vịt cổ xanh đi. Ok không? Cho gì anh lấy. Mình cho thì anh lấy là... Ok, bây giờ thì em sẽ đi order món nha. Xin chào chị, em muốn đặt món á. Mình có menu không chị? Hôm nay sinh nhật ai sao mà thấy bông hoa đẹp quá. Sinh nhật bạn khách ở đây. Đây là món quán menu của quán là Hạ Hành Quán nha. Thôn Hạ Hành, xã Phương Độ, tỉnh thành phố Hà Giang. Ở đây có số hotline luôn nè, 0354 833 833. Nếu mà ông bà cô chú mà khi nào mà có đi Hà Giang thì nhớ là ủng hộ quán của anh nha. Ở đây thì cũng có rất là nhiều món nộm nè, gọi bỏng đủ món, đậu phụ sốt cà chua, cũng rất là nhiều món. Đây bây giờ Song Hỷ sẽ lựa món. Hôm qua mình ăn cá bỗng rồi, hôm nay mình sẽ ăn cơm, mình sẽ lựa món khác nha. Cho em một phần một con vịt, mà con vịt cổ dài gì đó hay cổ xanh gì đó. Vịt làng, vịt bầu vậy ạ. Vịt làng.
vịt làng nha cho em luôn đúng không? Dạ đúng rồi, với xôi á chị, xôi ăn kèm á. Cái này là gì? Măng nhồi thịt lợn đen hả? À, cái măng nhồi này thì phải đặt trước chả, nên bây giờ là đợi thì sẽ hơi lâu. À, dạ. À đây. À, canh bồ ngót gì đó chị là có không? Canh ngót á. Canh rau ngót hả? Dạ đúng rồi, cho em một phần, cho em một tô. Ở đây một phần cũng từ vài 10.000 đến 200.000. Ờ, giá cũng dễ nè. Ở đây có hành luộc mắm tôm không chị? Có thịt luộc nhưng mà không biết là cái mắm tôm để em xem nó còn. Nếu mà có hành luộc thì cho em mắm tôm với cà pháo nha, ăn cơm á. Cà thì em có cà bung xào thôi, em lại không có cái cà muối chua đấy. Đây Hường Sông Hỷ cũng không biết lựa. Có cà này nè. Cà này hả? Cà này xào hả? Dạ đúng rồi. Thôi vậy cho em rau củ quả luộc đi. Rồi rau xào hả ta? Ở đây mình có cá hồi, cá hồi không chị? Cá hồi hiện tại thì phải đặt chè tại muộn đúng nên em không có, không có sẵn. Dạ, cá hồi thì mình phải đặt mới có. Có món rau đặc sản là Hà Giang đó, không phải rau rau gì đó chị, rau rừng hay gì á? Có rau rừng này, rau dấn nộm này. Rau rừng đấy. Rau bà đẻ. Là rau rừng hả chị hả? Đúng rồi ạ. Cho em một dĩa luôn đi, hôm qua em ăn cơm thấy ngon quá. Dĩa sau rau dấn nộm nhé. Dạ, ok. Quán Hà Thành Quán thì có rồi. Hồi nãy giờ em gọi mấy món rồi, em thấy hình như gọi cũng chưa có nhiều món hết. Chưa nhiều, em có ghi hiện tại là có 3 món thôi. Bây giờ thì em sẽ lựa bên đây, dịch là có rồi đúng không? Có thịt chân mắm tép, thịt băm. À, thịt mắm tép nó trong ấy. Thịt mắm tép mình ăn chung với thịt luộc này, chị có ghi thịt luộc cho em không? Thịt luộc. Dạ, thịt luộc, nếu có mắm tôm cho em mắm tôm nha. Ok. Dê nướng, dê xào. Dê nướng thì phải đợi một lúc nhé. Ừ, lòng mà chị hả? Thì mình sẽ ăn dê xào rồi nhanh hơn. Ừ. Trứng rán. Dạ, trứng rán thì có năng. Dạ, trứng rán. Hàng đợi em xem. Thì hôm nay thì mấy anh em thì trước khi mà rời Hà Giang thì cũng có một cái mâm cơm nho nhỏ, thì tại Hà Thành Quán thì hôm nay cũng có góp mặt của cậu An là chợ phiên Tây Bắc nè, chị Diễm Phan Diễm Vlog trên kênh của anh Phạm Dũng, còn anh Đầy là anh Tài TV, thì anh này cũng là lần đầu tiên mà xuất hiện trên kênh của Sông Hỷ, cũng là trong một team của anh Nguyễn Tất Thắng và anh Phan Vlog. Thì hôm nay thì Sông Hỷ có buổi tối á, thì Sông Hỷ cũng có gọi ra 8 món là tượng trưng cho bác còn gọi là phát, thì chúc các anh luôn phát triển trong công việc và may mắn luôn thành công đó. Thì những cái món mà Sông Hỷ gọi ra là tới 8 món nhưng là lên từ từ thôi, nên là chút xíu nữa sẽ đầy đủ hơn. Thì món này thì Sông Hỷ gọi ra là món này là món gì anh? Món này là món dê nộm nhỉ? Dê nộm. Hay gọi là dê tái chanh đấy. Còn này là trâu. Trâu nướng tảng. Trâu nướng tảng. Trâu nướng tảng. Này là. Còn đây là món rau dớn nộm. Sao lòng mề, giờ nó mới lòng mề ha. Rau dưới nộm lòng mề. Yeah. Lòng mề, lòng gà. Nhưng mà món này là lạ này. Măng nhồi thịt. Măng nhồi thịt. Ấy. Dạ. Heo wow. Đen đấy. Còn đây là món vịt làng rồi. Không thể thiếu à. Đúng rồi. Đây, vịt này nãy lấy chị Diễm là thích nè, nên là em gọi luôn. Cảm ơn Sông Hỷ. Đấy. Còn rau này là rau gì hôm qua em quên rồi nè. Là đây là rau thuốc. Rau thuốc, rau rừng gì đó. Anh thì thường xuyên cũng ghé qua Hà Thành Quán. Và cái câu gọi là câu slogan của Hà Thành Quán đấy là ăn thuốc vào người. Đây là rau thuốc. Cô nghe sợ quá. Sớm mày em biết không? Sớm mày chứ. Cũng là chia sẻ với quý vị khán giả. Nhưng mà video này chưa lên nhở? Đừng biết bây giờ anh nói cái này xong thì video nó đã lên rồi. Đúng rồi. Anh ăn cháo ấu tẩu. Nhưng mà may quá. Nhưng mà sáng giờ mình bình thường, không chưa sao. Thôi, nhưng mà cái này để mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn tí nữa đi. Mình xôi ngũ sắc nha. Bây giờ là bò, cái này là trâu nướng tảng nè. Bây giờ nó vừa nướng xong nó còn nóng á, nên là mình sẽ hưởng thức cái trước. Mời cả nhà nha. Đây em sẽ gấp ra. Em gấp chậu nha. Trâu nướng tảng. Đây, trâu nướng tảng. Cái này chấm với cái gì anh hả? Trâu này là chấm với xì dầu. Em có này. Ok, xì. Không phải đâu.
bạn ơi, trâu này tầm hết gừng. Vâng, cái này cũng được mà cũng được. Được. À. Có được hai. Anh người ta chủ quán ở đây mà anh này. Người ta chủ quán người ta chỉ con Khải là chủ quán nữa chứ. Lạ thiệt luôn á. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mời nhà, mời các chị nha. Ở nhà anh ăn là gừng, còn ở đây quán là ăn xì dầu. À. Nên là mỗi chỗ mà cách ăn. Ghi nhận. Mời cả nhà. Nhưng mà buổi tối ở quán rất là đông vui luôn. Em nghe nãy là còn có cả hát rồi rượu các thứ luôn anh ha. Dạ vâng, có hết. Dạ. Góc là chương trình thì cứ cho khách mình người ăn uống lúc nữa là các có các bạn văn nghệ ở trong đội hạ thành quán. Dạ. Và đến giao lưu. Đội múa đội hát của anh là bây giờ là còn thiếu thành viên không anh? Vẫn còn thiếu đấy ạ. Em ở đây hai người à, đến lúc là giọng hát của em được thể hiện. Anh giới thiệu với nước đây là hai trò của Xuân Hữu đấy nha. Nhưng mà trò này là thầy Xuân Hữu là thầy của em ấy. Nhưng mà thầy dạy được có một buổi nhẹ thôi. Mình như là đứt dây đàn luôn á. Học có một buổi thôi mà đứt dây đàn bên bờ suối. Phan Diễm là bảo lưu kết quả rồi. Hẹn thầy là chưa biết ngày là nhập học lại. Bây giờ mình ăn món gì tiếp theo vậy chị? Này, cái này nè. Cái này mời các chị dùng cái này đi. Món này em thấy lạ quá à. Bây giờ là không ai gấp cho ai hết. Anh em mình cứ mỗi người một miếng đi. Cái này mình gấp cái gì ạ? Đây. Măng nhồi thịt heo. Vô nha. Lợn đấy. 1, 2, 3, vô. Chúc Hạ Thành Quán là lúc nào cũng đông khách nườm nượp và mở thêm nhiều chi nhánh full Hà Giang này luôn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn các anh các chị. Nếu quý khán giả mà có đến với Hà Giang thì nhớ ghé qua Hạ Thành Quán đấy, ở thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Và số điện thoại là 0354 833 833. Này, nhớ tí cho anh xin học ạ. Dạ vâng. Anh đọc số điện thoại này. Sao anh có học không? Hà Thành Quán đúng không anh? Thực ra thì Hà Thành Quán thì cũng cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 6 cây thôi. Nên rất là nhanh. Các bạn nào mà có đi du lịch Hà Giang thì có thể ghé sang Hà Thành Quán để giao lưu. Nhưng mà cái măng này ngon đấy nhờ. Em thấy là lần đầu tiên em ăn cái món này luôn á. Nhưng mà măng này thơm này mà không bị đắng. Nên là buổi tối ngày hôm nay thì anh Hải là anh có lịch quay ở một bản thì hơi xa. Nên là anh về không có kịp làm, với lại là anh cũng no say rồi. Đang nghe bảo là trâu gì á. Nói chung là anh Hải là các bạn yên tâm là không bao giờ thiếu đồ ăn. Trâu hay con heo gì cũng không biết luôn. Anh là lúc hôm nay thực ra em cũng là bất ngờ, anh chị là đến bất ngờ quá. Anh Thắng là cả bạn bên khen nữa là cũng không có ở đây. Dạ. Hôm nay lại mỗi mình em lên đây. Dạ. Tụi em thì ăn cơm thôi à. Ăn cơm trước khi mà chia tay Hà Giang, nhưng mà cũng phải quay trở lại để rồi gặp anh Thắng nè, anh Phan Phan nè, rồi anh Tài TV nè, để có rồi anh Hải nữa thì có đầy đủ anh em thì nó sẽ vui hơn. Tối nay thì chỉ ăn nhẹ tí xíu. Thôi chắc là mình hẹn hôm nào anh chị xuống thì sẽ vào Hà Thành Quán một lần nữa. Không nhiều lần chứ anh? Gặp, nhiều lần chứ. Sẽ gặp mà ba anh em. Dạ. Trong một ngày là thời gian sớm nhất. Dạ. Nói chung là cái hành trình khám phá Hà Giang là team miền Nam, đó là team Phạm Dũng với lại cả Song Hỷ Vlog và Phan Diễm Vlog nữa cơ. Và anh em mình đi đồng hành cùng nhau thì nói chung là cũng khá là dài nhỉ. Ở Hà Giang này có thể là ngày mai anh em mình sẽ di chuyển lên Mèo Vạc, Đồng Văn hoặc là Bắc Mê chẳng hạn. Nhưng mà sau đấy thì như Diễm cũng nói là anh em mình sẽ quay lại đây để gặp Nguyễn Đức Thắng. Ngày mai anh Thắng đưa mình đi luôn anh. Anh Thắng đưa mình đi. Em đã đánh dây thép có nguồn thông tin mật rồi, thông báo là ngày mai anh Thắng sẽ đưa anh em mình đi. Rồi. Sau đó thì mới vòng về nhà hàng. Tại vì tối nay là em nghe nói là anh Thắng là từ bản về là trong đêm nay hay sao? Bây giờ trời. Bây giờ sáng rồi, bản rất là xa nhở. Về đây hơi trễ. Không về kịp. Hai tiếng hơn 3 tiếng mới về đến đây. Anh Thắng về không kịp nhưng mà nhà hàng có đồ ăn ngon là được. Thôi em là xin phép là làm miếng vịt nha. Đấy, vịt làng thì là con nó không được to. Nó chỉ con nó tầm khoảng độ cân 8 đến cân 9 thôi. Nhưng mà thật ngon á. Thịt nó rất là ngon. Nhưng mà em nghe nói đây là vịt cổ xanh ha. Là vịt là cũng là đặc sản là ngon ở Hà Giang của mình. Đúng không ạ? Đây là gọi là vịt bầu. Vịt bầu, vịt của làng ha. Là thường là làng nuôi thôi đúng không? Nó ngắn, đầu nó xanh lè đấy. Càng già nó càng biết xanh. Là ở đây còn có món cá bỗng cũng là khá là nổi tiếng luôn ở cái làng này luôn đấy. Cá bỗng là nổi tiếng ở trong thôn Hạ Thành. Các bạn có thể đặc sản.
các bạn hãy xem video đó trên kênh Phạm Dũng nha. Mình, mấy anh em là hôm qua là đi bắt được con cá bỗng to ấy anh. Xong rồi mang về nhà hàng anh đang nó, anh coi video chưa? À có xem rồi, hôm qua với các bạn nói. Dạ. Có xem qua. Mấy em làm nhiều món lắm. Món nộm rồi món canh rồi, nói chung là nhiều món. Hôm qua mình đang có con mà ăn quá trời món luôn. À, hôm nay quên mang chấm chéo. Mà cái này là chấm với mẻ. Cái này là vịt mình có thể chấm với mẻ này. Đấy. Dạ. Hôm qua là bắt được con cá bỗng to à? Chấm với xì dầu cũng được. Thật à? Hôm qua bắt được con cá bỗng khoảng 20 năm tuổi anh. Dạ. 25 năm tuổi. Dạ. Còn 2 cái mấy ạ? À đây à. Ai được ăn đâu biết. Tại vì hôm qua là em đâu có được ăn heo quay đâu mà em biết. Em mời anh fan fan ê anh Tài TV nha. Rồi. Trời ơi, ngồi cái anh Tài mình nhớ anh fan. Không khá lâu rồi, không gặp chị Song Hỷ em... từ cách đây hơn 1 năm. Em nhớ cái lúc nào mà mình ăn con dê á, nhớ đúng không? Rồi, ăn bịa. Ăn bịa là đấy. Cái đó là lần đầu tiên mà em ấn tượng nhất là trên nhà của anh Tài TV. Đúng rồi. Khi mà anh em ra đây á. Nhớ động tên mà nhớ. Đúng rồi. Em không biết sao á mà cứ nhớ phen phen thôi à. Chứ cứ miệng thì nói phen phen nhưng mà em nhớ anh Tài TV. Đúng rồi, nhớ tên. Phải nói là cũng hơi bất ngờ tại vì thời điểm á anh em mình ra nhà anh Tài á là mấy anh em là đi cùng với anh Hải này. Thì lúc đó anh Tài là chưa biết tụi em, mà chỉ thông qua anh Hải thôi. Thì mừng một con dê to mời các anh em, xong rồi đó là lần đầu tiên trong đời là Phan Diệp với lại Song Hỷ thưởng thức món bìa dê luôn. Nhưng mà cũng dễ ăn chứ không có bị khó quá. Nhưng mà nếu như lần này nhá, nếu như lần này các em mà về nhà thầy một lần nữa thì nó sẽ là hoàn toàn khác. Đẹp hình như là anh nhà cô nhà đẹp lắm, đúng không? Dạ vâng, cũng bình thường thôi ạ. Đẹp nhất làng thôi. Nhất làng thì em sẽ mời các anh chị đi vào nhà em, hôm nào đi lên trải nghiệm trên Đồng Văn Nhà Bạc xuống, hôm nào vào nhà em. Dạ. Vào Hạ Đình Quán, hôm nào đi vào nhà em chơi một buổi. Dạ. Em ăn một nút bạc. Lại có đến một nút bạc ấy, chị đi. Nút bạc em lấy về rồi nhưng mà chưa bóc. Song Hỷ cũng thế. Ôi khéo là ngày vòng về nhà anh Tài là em có nút bạc luôn ấy. Đúng rồi, hiện tại là chị Diễm là gần tới rồi. Phan Diễm về đốc, để Phan Diễm về đốc có nút bạc. À, trong thời gian qua là Phan Diễm là dành hết tâm sức cho kênh Phạm Dũng đã đạt được nút vàng. Bây giờ mình đi quay trở lại kênh Phan Diễm để đạt được nút vàng. Hy vọng là ông bà cô chú trên kênh của Song Hỷ là yêu thương Song Hỷ và chị Phan Diễm Vlog thì có thể là qua kênh của chị Phan Diễm Vlog để ủng hộ chị. Hiện tại thì chị cũng được gần 95.000 người rồi nên là chỉ còn có 5.000 người nữa thôi là sẽ được đạt được nút vàng. Hy vọng là ông bà cô chú sẽ qua ủng hộ nha. Cảm ơn Song Hỷ, nhưng mà cả nhà đăng ký thì cũng thông cảm là kênh nó cũng ít ra video nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ là mình thưởng thức cái món này đi Song Hỷ này. Đây là nộm, Song Hỷ trộn đều lên đi. Anh em mình mỗi người một đũa thử đi. Cái này thì nhà hàng đã trộn sẵn rồi em ạ. Bây giờ là chỉ việc chúng ta là... Anh Tài dùng cho tụi em nha. Rồi em mời anh nha. Dạ vâng, em xin. Cho tới anh liền. Xin. Không phải cơ gấp hay nhỉ? Dạ. Đấy. Xả thơm nè. Nhà hàng mình đồ ăn ngon quá. Đồ vừa ngon lắm. Song Hỷ mời anh caramel một miếng thịt trâu nha, ăn cho lót dạ nha. Nãy giờ rung tay. Nãy giờ em quên. Em lo nói chuyện với mọi người. Có cái điều đặc biệt như này này. Cameraman của Song Hỷ là rất là tinh tế. Đấy, cái thứ hai nữa. Có cái này khô công. Vừa nãy cái đoạn mà nhắc khang khang với Tài đúng không? Đấy là phải nói đến chấn chỉnh luôn. Nói chấn chỉnh luôn. Không được, dễ lắm được. Đúng. Nhưng mà Phạm Dũng có thế không? Dạ em tại vì bản thân em nhớ rồi nên là cũng... nhiều khi là nhắc là cũng nhắc thẳng trong clip thôi. Nhưng mà thật ra là nhiều khi đi quay video á là anh em mình mọi thứ xung quanh rất là nhiều ấy. Thì có những cái đôi khi là mình cũng không nhớ, không kiểm soát được hết ấy. Đúng rồi. Nên là cũng có gì thì sơ sót gì thì rất là mong cả nhà thông cảm. Nhưng mà món mà nếu mà cứ nhắc về nhà hàng của mình chứ em cứ nhớ mãi cái món vịt này luôn á. Vịt với hôm qua là em được còn được ăn một con gà nướng á. Vịt với gà ở đây ngon lắm các bạn. Cái món này nhà hàng cũng như là đi lấy của bà con ở trong thôn. Đấy, nhà nào cũng nuôi được tầm khoảng 1-2 chục con là cứ lấy lần. Đấy. Vậy là có lúc bản thân em còn đi là người cụ đi tìm đấy.
thịt muối về. Nếu mà được bà con mà hỗ trợ mình cái cung cấp mà cái gà vịt này kia mình cũng đỡ một phần hết ha. Vâng, nên là cái cung cung cấp ở trong thôn luôn thì giúp được bà con bán được cái sản phẩm mà bà con tự làm ra. Theo anh là nên dùng cái món này đi. Cái đó là cái rau dưa nộm với lại mề gà. Rất là ngon luôn, mà ở trong miền Nam thì không bao giờ có cái món rau dưa này rồi. Mà đặc biệt ở đây là chỉ có Đông Bắc với Tây Bắc có thôi. Đấy. Có không? Miền Nam mình có mà bạn. Có gì đọt dương sĩ gì đó em ở trong rừng Tràm Trà Sư mà nhưng mà không biết phải là anh em mình là rau dớn nó cũng là họ dương sĩ thôi. Dạ. Còn mọi người ăn rau dớn em ăn mì được không? Được. Em mời anh nha. Anh tự nhiên nha. Em xin. Dạ. nhiều khi Song Hỷ cũng gặp anh tại TV lần thứ hai á, nên là đôi khi mình cũng hơi ngon quá tí xíu. Cái hạt là hạt lạc ở đây ấy. Hy vọng là ông bà cô chú nào không cảm nha. Không ngon thật sự luôn á. Em thích món này. Hôm nay quán của anh có tổ chức là sinh nhật nên là em bắt các bạn rất là vui. Hôm nay là có ba sinh nhật ở đây. Ba sinh nhật luôn anh. Đấy. Vì là trên lầu, em nghe tiếng hát ở trên lầu nữa. Thế lại là buổi chiều nay lúc 3 giờ là cũng có một sinh nhật ở đây rồi. Wow. Có ăn sớm, khách ăn sớm là cũng về sớm. Thế rồi đi ăn cũng làm nộm á. Gọi là gọi gỏi, giống như tái chanh vậy. Nếu như mà cái rau dớn này mà không biết làm nó sẽ bị nhớt. Nhưng mà rau dớn ở Hạ Thành Quán này anh ăn là không thể nhớt. Như bản thân anh làm là cũng sẽ bị nhớt. Để em thử lại miếng nữa coi. Chị thử mình lấy giùm. Anh nói em không tin đâu. Nhưng mà cái đậu phộng ở đây quán thơm. Đấy. Chị chấm thêm cái gừng gừng lên nè. Không cần phải chấm luôn, ăn đủ ngon rồi, ok rồi. Rau nộm là mình cứ ăn luôn thôi, mình không cần chấm. Ngon quá. Thấy không? Bình thường á, là em chỉ ăn nộm không thôi. Mà hôm nay là nộm bên mình là có mề nữa. Nó ngon hơn nữa. Nó vừa ăn. Anh mà anh Dũng cũng khoái là mè gà. Thế thế nên anh Dũng làm thử một dĩa ngon lắm. Anh như làm cái măng. Cậu khoái măng hả? Ngon đấy. Măng dùng thịt ngon lắm. Em ăn lần đầu tiên mà em thấy cái món này luôn á. Dạ. Món này hả? Xong thì thấy là cái món này là măng mà măng của mình gọi là măng măng này thì măng ở tươi trên này gọi là măng tươi, măng nứa ấy. Này là mình lấy là măng gì anh hả? Măng nứa. Măng nứa. Măng nứa dạ. Rồi dồn thịt bằm thịt heo vô đúng không anh? Đúng rồi. Làm một phát hết luôn xong thì xem hương vị thế nào. Thịt bằm rồi gia vị ở trong này sẽ được quán ớt trên này anh hả? Xong thì sẽ chấm với nước tương luôn. Mời cả nhà nha. Được không? Có muốn ở lại đây không? Đâu có đồ ăn ngon hỏi ở lại không là đòi ở lại liền à. Được rồi nhá, cameraman nhá. Nhưng mà cái miếng đùi này nãy giờ là mình không hề dám đụng tới luôn á. Mình để miếng này để Song Hỷ thử là thưởng thức để biết là tại sao mà Phan Diễm rất thích ăn vịt ở đây. Chấm mấy cái chao, cái mẻ này cũng được này Song Hỷ này. Nó lên mạnh lên. Đấy. Đúng rồi. Ẩm thực của ngày đây là cứ phải vịt chấm mẻ. Đấy. Nó hơi chua chua. Nhưng mà ngon. Ôi giời ơi. Hey, miếng này em tặng cho anh. Thôi, ngày mai anh lái xe đi. Không. Em mời anh mang lại từ chối cho được. Không phải, nói thật lòng là ăn để mai lái xe. Ít khi mà diễn được ăn cái món này. Đúng rồi. Anh mời em. Dạ rồi, thế là em lại cảm ơn. Còn đặc biệt nữa là anh thấy là đây này. Đây, thấy chưa? Cái món này thì đối với Song Hỷ là không thể thiếu nổi. Phao câu. Trời mà ơi. Chắc chắn một điều là Song Hỷ ăn cái phao câu gọi là người ăn phao câu to nhất Việt Nam. Đấy. Phao câu đã đéo. Đúng. Ngon quá, hôm nay là chỉ ăn thịt thôi, ăn vịt thôi, không ăn gì khác. Nhưng mà đi không ăn cơm chứ. Quán của anh mấy anh Hạ Thành Quán thì Song Hỷ thấy ăn món nào cũng vừa miệng hết trơn. Thì hy vọng là cả nhà nếu mà có về Hà Giang thì có thể ghé quán này để ủng hộ. Cứ ăn đi rồi hỏi số điện thoại. Để không nhưng mà rồi. Ăn món rau rừng này. Đúng rồi. Đây mới là món đặc biệt này. Món này là món đặc biệt của quán luôn.
ăn rất là tốt cho bộ máu. Ngon lắm. Món này là món gì anh hả? Món này là món rau rừng tổng hợp và 6 loại rau. Lấy ở gọi là đồi núi ở trên cao cơ. Yeah. Đấy, đây là đồi núi đá đấy chị ạ. Không phải núi đất. Ồ. Nó như kiểu là lá thôi, nhưng mà đây là một bài thuốc rất là quý. miếng ăn tới miệng luôn. Miếng ngon nhất. Người ta nói là miếng nào mà ngon nhất là phải ăn trước tiên. Đấy. Thôi là lọt. Đồ dám ăn. Sao mà em nỡ phụ anh cái miếng đùi ngon như thế. Em đưa cho anh ăn rồi đã không đớp rồi. Đấy, miếng ăn tới miệng rồi vẫn còn đớp thì tức mình thiệt luôn á. Thôi làm miếng ra. Đấy, thì bây giờ thì là thưởng thức món này đi. Đây đẹp, cái này em phải gấp chặt hơn một tí. Nhưng mà bạn coi cái lá này khá là bự này. À. Ăn giòn lắm. Ăn rau này rất là giòn mà rất là tốt. Thế là bà để xong là ăn rau này. Đây là bài thuốc của bà con người Dao cơ. Ồ. Mà mình cũng không biết. Dạ. Nghe câu không biết nguy hiểm. Sáng mình cũng ăn cháo gì đó nha cậu. Nó là thuốc đấy. Rất là giòn luôn. Anh ăn thử đi. Nhưng mà anh Tài TV có thể là chia sẻ với em là thời gian mà quán mình hoạt động là từ mấy giờ đến mấy giờ để có thể là khán giả trên kênh của em á, khi mà có đến Hà Giang thì có thể là liên hệ trực tiếp cho quán của mình để mà chuẩn bị món cho chu đáo tí xíu á. Trên này thì chúng ta làm khách cứ đặt trước khoảng 1 tiếng. Dạ. Đấy, 1 tiếng thì mới có đồ, mình mới chuẩn bị đồ ấy, 100% là đồ tươi. Dạ. Không cho vào tủ lạnh gì cả, nên là lúc nào cũng phải nhận khách. Khách đến đây đặt thì cũng là 1 tiếng mới có đồ lên. Dạ. Thì có thể gọi điện thoại đặt bàn thì để gọi số nào anh hả? 0354 833 833. Dạ. À, vậy thì trong số điện thoại đó là anh Thắng, anh Phen với anh Tài là có gặp được ai không ạ? Không gặp. Quản lý nha các bạn. Ra thì bọn em cũng anh Thắng cũng bận công việc, không có trực tiếp ở đây, thỉnh thoảng hay lên đây để gọi là đơn giúp các bạn nhân viên thôi. Dạ. Còn ra hết cho các bạn nhân viên quản lý còn là từ A đến Z rồi. Dạ. Tại vì anh Thắng này, anh Tày TV và cả anh Phen Phen thì mọi người cũng là có công việc riêng với lại một kênh YouTube riêng nữa anh ha. Dạ. Nên cũng bận. Nên là cũng cái thời gian lên đây lắm. Nhưng mà thấy hôm nay là anh em mình cũng là rất là may mắn đấy, khi mà anh em mình không điện trước mà đột nhập vào Hạ Thành quán thì lại có Tày ở đây chứ bình thường là không có đấy. Nhưng mà món ăn ở đây thì em vừa miệng, món nào từ ở miền Nam mà ra ngoài này ăn thì hầu như là món nào cũng vừa miệng Sông Hỷ hết. Nên là đối với Sông Hỷ và các anh chị thì chị cảm thấy như thế nào? Quá ngon, 10 điểm con cậu. 10 điểm. Thì hy vọng là cả nhà sẽ qua đây để ủng hộ và thưởng thức những cái món ăn ở đây nha. Món đây thì cũng rất là nhiều món, là Sông Hỷ chỉ gọi bao nhiêu món thôi. Còn sự lựa chọn của cô chú anh chị thì cũng có thể là lựa những cái món khác nữa. Và khi mà mình ăn xong thì ở quán mình có tiết mục hát rồi gốc cụi nữa anh ha? Dạ vâng, có hết tiết mục giao lưu văn nghệ, những giai điệu then đàn tính của phong tục của bà con người Tày, nó điệu hát then của người Tày. Thật ra là cái điều đó là chỉ có Phan Diệm với lại cậu An đang mê rồi, chứ Sông Hỷ hỏi thế nhưng có uống được đâu. Đúng rồi. Toàn là đó là lý do tại sao mà muốn gia nhập hội ba con bướm mà em đâu có cho anh. Tuổi gì? Tuổi gì? Bây giờ là em là mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú là nói là em bây giờ là để cô chú là anh chị là có thể là can thiệp. Nhờ không nó phải là năng lực thôi chứ không đúng có rồi. Sự can thiệp nào ở đây được hết. Năng lực. Đó là bàn Tuyên này. Đấy, sau đó là anh Cua này, là Diễm. Đấy là bộ ba chị em mà mình là người đồng hành từ những buổi đầu tiên cho đến giờ này. Đấy, thì anh nói là bộ ba đấy là bộ ba cứng rồi. Thế nhưng mà để nói xong thì muốn vào nhập nhưng anh chưa nhìn thấy một cái điểm gì cả. Ôi, chưa có một cái dấu hiệu nào để mà có thể là bây giờ có một cái ly rượu mà cứ ai mời cũng đặt lên xong bỏ xuống đặt lên đặt xuống. Đó là xong rồi lấy tay che che. Nói rồi. Loại hồ sơ luôn. Diễm ơi, anh nói rồi, tuổi che. Nhưng mà bữa em ở Sài Gòn là bữa mà em xin nộp hồ sơ là em đã uống hết mình luôn. Tới nỗi mà là loại luôn rồi. Tới nỗi là chị Diễm phải kè em từ ở cửa hàng của chị Diễm mà về tới như nhà thay đổi luôn, thay đổi không tốt nên là cái hồ sơ đó đang cất để đó rồi từ từ. Nhưng mà hôm nay quá chị vui luôn vì gặp được anh Tài TV nè, anh Tài TV nè, anh Phen nữa là mày nhớ rồi, anh Tài TV nè,
rồi luôn cùng cậu An nè, rồi chị Diễm nè, rồi tất cả các anh em trong ekip. Khi mà Song Thị cũng đến từ ở Tây Bắc rồi đi qua Đông Bắc thì cũng mấy anh chị là cũng luôn hỗ trợ cho Song Thị hết mình luôn, tạo điều kiện để Song Thị có thể là chia sẻ những cái văn hóa và nét đẹp của Tây Bắc rồi Đông Bắc. Và không biết là hôm nay thì Song Thị không biết có được nghe được cái điệu hát của các bạn, các chị hát theo cái điệu hát mà theo Tây không nữa, nên là để Song Thị nhờ can thiệp sâu thử coi được. Chị hát là gót là phải uống nha chứ chị mới hát, chứ bây giờ chị hát thì gót hay uống. Anh nói là góp vui văn nghệ không có uống rượu. À chứ cái đội đó là hát là phải có gót đấy. À, nên là bây giờ em nhờ không, là không thì chính mình lại gót bia vào bây giờ gót bia mình gót nước ngọt cũng được nữa anh. Vâng, đúng rồi, được. Dạ. Nó đang hỏi can thiệp sâu có được không, cái chắc mọi người thì chưa có chắc cái đó đâu. Thì sau video này thì Song Thị cũng sẽ nhờ các chị hát tặng cho Song Thị và các anh em trong team của Song Thị đang ngồi ở đây một cái điệu hát của bà con đồng bào Tây. Dạ. Và có bây giờ thì có sẽ có các chị trong ở quán bên đội văn nghệ thì sẽ trình bày một cái khúc hát của bà con đồng bào Tày. Thì bây giờ Song Thị xin mời cả nhà cùng với Song Thị cùng lắng nghe nha. Chào chị. Em, chào chị nha. Ui. Chào chị ạ. Em xin phép được giới thiệu cùng các chị. Em tên là Duyên, em đến từ Linh Hồ. Em là đội trưởng đội văn nghệ dân gian Hạ Thành Quán. Hôm nay Hạ Thành Quán rất cảm ơn các anh các chị đã đến Hạ Thành Quán. Và thay cho lời cảm ơn thì chúng em xin phép được dành tặng các anh các chị những làn điệu then. Dạ vâng ạ. Vâng. Tháng mưa thăng nưa bán quầy lì, khưng phù khâu béo phong phần lương. Tha chiều lồng tồng béo mặn khao khao na đáo nồng sao bay linh hồi. Bằng mệnh thương khao tính mùa xuân. Nàng ơi, thương đĩa cắn mày không cùng ba nơi. Lồng xưng lèn ngưa cần hâm cá quay mắc na mà ban lán nằm theo thơ cầu bắp mà tem cài tem cáng lo có ban mường kín im nùng đo pì nòng ơi tàng áo bay sung sướng mưa lặng hãy hứa cần lồng thương trăm trường đã khâu lương mày mà cung lương. Đường về quê chúng em xa vời, vườn mười non chín sông người ơi. Có đào nở rộ có mận chín nay, ông ánh mận ông thơm ngàn ngào. Cả bản láng sông giữa trời mây. Người ơi, đã yêu thì xa mấy núi cùng qua. Bắt cầu anh tới nhé, lấy tiếng lườn dắt nói người thương xác. Hồi tung còn năm nào anh có nhớ, ánh mắt nhìn cho tình ngần ngơ. Vì nào ơi, đường tới quân dân tới bàn em, đường lát bằng đá xanh núi biên. Từng bầy chim lượn hoa liêu lo. Dạ vâng. Chúng em dạ vâng. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe chúng em ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị. Dạ. Xin chào mọi người. Lại đây mong là lại nghe các chị hát ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Chúng em rất là vui mừng và luôn luôn sẵn sàng để được đón tiếp các anh các chị từ sang bên với nhà hàng của chúng em ạ. Dạ vâng. Cảm ơn chị nha. Dạ vâng. Em cảm ơn. Còn video cảm ơn chị nha. Vui chưa? Vui chưa? Vui quá, vui luôn. Còn bây giờ thì Song Thị cũng xin phép cảm ơn anh Tài TV đã luôn đã yêu thương và ngồi cùng đồng hành cùng mấy anh em trong ngày hôm nay. Thì bây giờ thì Song Thị cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà video sau. Nếu vui thương Song Thị hãy xong hãy đăng ký và ủng hộ cho Song Thị nè, anh Chợ Phim Tây Bắc nè, chị Phan Diễm Vlog và anh Tài TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Xin chào.